Vào ngày hôm qua 29 tháng 6, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố có thêm 5 ca bệnh COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy là số ca khỏi bệnh ở Việt Nam là 335 trên 355 và chưa có trường hợp tử vong. Cụ thể các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm có các bệnh nhân mang số hiệu BN344, 346, 348, 351, 352. Sau khi được công bố khỏi bệnh, các trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly để theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Như vậy đến ngày 29 tháng 6, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã điều trị cho 182 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 176 trên 182 trường hợp đã khỏi bệnh. Hiện tại bệnh viện còn điều trị 6 bệnh nhân COVID-19. Đến sáng 29 tháng 6 là 74 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.